Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường triết lý của mùa 12 và cùng nhau làm về những cái đội hình leo rank mạnh ở phiên bản này đấy anh em ơi. Rồi, khởi đầu thì tôi đang có một cái cọc hóa hình, thợ săn và can trường. Game này thì chắc là mình sẽ đánh xoay quanh hóa hình và thợ săn thôi, chứ can trường thì khá là khó chơi mà đi cùng với một cái cọc như này. Và với những cái trang bị hiện tại thì tôi sẽ lựa chọn một cái con Norm Sai để có thể cầm đồ tạm thời. Và vô cực kiếm thêm một cái cùng cung thì nó sẽ là những cái trang bị gây rất là nhiều sát thương khi mà đi cùng với thợ săn. Tống Giang à. Ui giời, Tống Giang top 100 máu. Ui. Ui giời ơi, suýt nữa thì hạ ngục Tống Giang rồi anh em ơi. Nhưng mà round này thua thì chúng ta sẽ có được nhiều vàng hơn khi mà anh em mình có chuỗi thua nhá. Lauren bất định, xét cao thế và đủ phép. Siêu bão đổ bộ này. Cùng cung sẽ bắn thêm một cái tia với một cái gọi là đam gốc bằng 90% cái giá trị của nó. Cái này mà đi cùng với thợ săn thì cực kỳ tuyệt vời. Trước đây thì có một bài Zenith ngộ không, nó làm bão ở meta luôn. Kiểu anh em nào mà roll ra được hai con này 3 sao ấy thì nó sẽ rất là kinh khủng và chắc chắn là vào top 4 luôn. Nhưng ở phiên bản này thì ngộ không nó đã gọi là bị nerf rồi. Thêm nữa là Zenith nó không còn gây sát thương chuẩn nữa. Thì anh em hạn chế chơi kiểu combo này. Chúng ta gặp chuối Phúc Tới Si hay là Việt Nguyễn đây. Game này thua được thì càng ngon. Gặp chuối này. Với một cái cọc này thì chuối lựa chọn cái gì đấy? Hóa hình à? Hóa hình. Wow. Cọc này mà đánh pháo thủ với lửa thì tuyệt vời rồi. Nhưng chuối lại quyết định lựa chọn bạo lực học đường à? nhầm. Linh vật học đường. Linh vật học đường này thì chơi kỳ quái thôi. Khả năng là flex rồi. Khả năng là flexible rồi. Ok, hiện tại cái mức rank mình đang chơi là mức rank cao thủ nha anh em nhé. Tôi cũng tầm khoảng hơn 200 điểm, 300 điểm. Thế nên là ở cái mức rank này thì anh em đánh rất là căng. 1 thành 2 à, chắc chắn là mình sẽ không biến. Mình sẽ cho Olaf vào. Nhưng hiện tại thì cũng chưa có được 3 băng. Khi mà vẫn còn thiếu con Swim. Biến hóa. Tôi sẽ đổi vị trí sang bên này đi. Để có gì gặp Phúc Toshi đỡ máu hơn. Kiểu anh em mình xếp sao để đép nó ổn áp một xíu. Rồi, gặp ai đây? Úi giời ơi, gặp Dunli. Nhà này thì cũng hóa hình băng giá. Không à, ở cái map mà huấn luyện người đá mà lại còn thêm một cái hình nộm lãng du thế này thì khá là khó flex cho Dunli khi không có những cái tộc hệ tương đồng với nhau. Wow, một đòn đánh mà gây tận đến 3 tia. Sức mạnh của hai cùng cung đấy anh em ạ. Và game này thì mình sẽ chọn một cái con mà dường như là đã bị out meta rồi. Đó là con Zenith Carry. Mình sẽ lấy BF nhá. Zenith thì chắc là game này mình sẽ cho nó hai cuồng cung và vô cực luôn. Và BF thì tôi sẽ hướng đến một cái móng vuốt dành cho Olaf. Olaf và Zenith sẽ là hai con carry chính nhá. Hai con carry chính. Còn carry phụ thì Norm Sai chắc chắn là cũng không không cần lắm anh em ạ. Giờ chúng ta sẽ đóng full đồ tanh thôi cho bọn hóa hình. Hóa hình thợ săn. Hợp lý luôn nhờ. Wow, một phát hai con Zenith cả. Tín hiệu đây. Có vẻ như là tín hiệu tới anh em ơi. Rồi. Bài Zenith này thì tôi thấy ở cái mức rank này rất ít anh em chơi nhá. Rất ít anh em chơi. Thế nên tôi muốn làm để hướng dẫn cho anh em bài Zenith hóa hình. Wow. Vẫn thiếu thợ săn hóa hình và ấy à. Cái gì đây? Final Ride. Nhà này thì có Ride sớm. Đồ đẹp luôn. Xem Zenith nào.
bắn con tanh nhưng mà mấy con đằng sau bị gần bay màu luôn anh em ơi. Lợi hại vãi chưởng. Đây là một con Genix phiên bản siêu bão đổ bộ sát thủ luôn. Khá khó cho Việt Nguyễn khi mà carry của Việt mới chỉ có là một sao mà thôi. 8.400 đam. Quỷ thế. Đây chúng ta có Swain, mình sẽ nhét vào đây để vừa lấy băng giá vừa lấy hóa hình nhá. Tiếp theo thì mình sẽ kẹp thêm hai chiến binh nữa hoặc là 6 hóa hình. Còn không thì 6 thợ săn. Tôi cứ hay bị nhầm thợ săn với cả chiến binh, sorry anh em. Tôi sẽ kẹp thêm một con thợ săn nữa để có thể lấy 6 thợ săn. Còn không thì tôi sẽ cho 6 hóa hình vào. Đấy. Anh em khi mà chơi thợ săn ấy thì phải xếp sao cho những cái con đang của chúng ta hạ ngục được một con càng sớm càng tốt. Điều này sẽ tối ưu về sát thương và kích hoạt một cái con băng già lấy thêm tanh nhá. Cặp ngay top 2 server. Nhà này chắc là cũng đánh học giả thôi. Kiếm phép học giả. Ok. Zenix 2 sao. Đúng là một cái meta không anh em nào chơi Zenix cho nên là roll rất là dễ. Cực kỳ dễ anh em ạ. Thế nên là tôi chia sẻ cho anh em viewer của tôi cái bài này. Nếu mà không có thợ săn với các bạn hóa hình của con người đá thì anh em có thể áp dụng ấy, có thể chơi 4 thợ săn và 6 hóa hình cũng được đấy. Còn có huy hiệu của thợ săn thì chắc chắn phải hướng đến cột mốc 6 cho tôi, nhớ nha. Và mình có một thông báo cho nhỏ là mình sẽ livestream vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày tại cái channel Cường Kelly Gaming. Đấy, trong cái quá trình leo rank thì anh em muốn theo dõi mình livestream thì có thể qua kênh phụ của mình nhá. Link kênh phụ thì mình sẽ để ở phía dưới. Cũng như là anh nào muốn mua nick đấu trường có hiệu ứng kết liễu đẹp thì inbox cho mình sẽ tư vấn cho anh em nha. Cóc mo 2, một cái ấn ngẫu nhiên thì chắc chắn mình sẽ không lấy rồi. Về phần trang bị thì mình sẽ rèn luôn cái này đi. Có gì nào? Vãi nồi, một cái nanh na so. Nếu mà được một huyết kiếm hay là một trang bị phòng thủ thôi thì tôi cảm giác khá là ấm lòng rồi. Nhưng đây là một cái nanh na so đánh AP à. Không ngon nghẻ lắm. Và giáp lửa thì cũng không phải là trang bị mình muốn tối ưu. Tại vì giữa Nom'Sai và một con Syvana thì đã có một cái hiệu ứng hai đốt rồi. À, hiệu ứng bỏng rồi ấy, thiếu đốt rồi. Thế nên mình sẽ không không muốn lắp cái đấy lắm. Thay vào đấy mình sẽ lắp giáp máu hoặc là thú tượng thì sẽ ổn áp hơn. Không thì áo choàng gai. Tống Giang à. Lần này chắc là mình sẽ đánh được Tống Giang. Ok. Lương sân bạc Tống Giang à. 4 trận thắng liên tục rồi. Và chúng ta có vương miện hóa hình, người đã hỗ trợ và hộp dụng cụ xạ thủ. Quả vương miện thợ săn à. Xét về thợ săn và hóa hình thì mình sẽ ưu tiên hóa hình hơn. Tại vì chúng ta đang cần cần đồ thủ. Cái kia được cùng cung luôn cũng ngon phết anh em nhỉ. Nhưng thôi, cho Olaf hóa hình cho nó trâu đi. Vậy là chúng ta đang thiếu một con thợ săn. Thế nên là mình sẽ bỏ JC và cho Cogmo và con ấy vào. Ván cược để đời à. Ván cược để đời anh em ơi. Uầy, Nasus luôn à. Gì đây? Nếu mà Syvana 2 thì mình sẽ ưu tiên thay vì con ấy hơn, nhưng mà hiện tại Nico và Swain 2 sao rồi, chắc chắn nó sẽ là một con tank. Chuối. Gặp ngay chuối à. Chuối này thì có thêm một ấn kỳ quái đâu đây? Thánh Flake rồi. Chiến binh kỳ quái. Linh vật học đường khá là trâu với một con Malphite này. Nhưng với một cái đội hình 6 thợ săn và 4 hóa hình có tank có đam khủng thì khá là khó cho con linh vật này rồi. Bú nhẹ 10 tiền lên 62. Game này thực sự mình tương đối là giàu nha. Giàu đấy anh em ơi. Giàu ác ác quỷ. 59 máu. Bây giờ mình sẽ roll tìm con ở Zenix 3 nhé em nhé. Xuất chúng thì mình không lấy. Zenix, Copper, Elix, Swim. Wow, lại thêm Nasus nữa. Gì đây? Hình chế nhân hình nhân à, mua đi. Ui cái gì mà Na rớt 2 level 7. Vãi thật chứ. Cái lúc mà chơi
Hỏa với cả virus thì không bao giờ ra như này luôn. Đều. Cái này là đều. Đều thật anh em ạ. Thôi, nhân phẩm tới thì anh em mình cứ phải nắm giữ thôi. Không thể để tuột được đúng không? 70%, 110% sau khi hạ ngục, đồng thời nhận thêm 20% tốc đánh. Tăng rất là nhiều sức mạnh công kích anh em ơi. Khi mà hạ ngục được thì nó tăng nhiều hơn nữa. Wow. Bảo sao là clear team nhanh như thế. Có gì không? Chúng ta có. Ui. Nhân vật trùm cuối hóa hình là một con Bria, nhưng chắc chắn là anh em sẽ không thể nào mà để lấy cho mình lấy được Bria rồi. Tại vì lobby đâu phải là diễn viên đâu. Lobby có phải là diễn viên đâu anh em ơi. Thôi thì là mình sẽ lấy thêm một cái tài giáp máu đi. BF cũng được. Nhưng mà thôi, tập này là phải lấy đồ thủ tí. Cogmore và Nico. Nói trang bị thành phần này chắc mình cũng sẽ không mua, tại vì đang cần tiền để roll con Zenith 3. Anh em roll thì đừng có khát nước lắm nha. Ở giai đoạn này thì cứ slow roll được 50 tiền cho mình. Chứ anh em mà khát nước quá thì cay cú không ra ấy, thì chắc chắn thì anh em mình cạn tiền là cút, nhanh cút lắm. Uầy. Lần đầu tiên tôi thấy một con Galio thế giới như vậy, phiên bản học giả. Nhưng mà chúng ta đang phải đối đầu với Donly. Tiền ở cái gì mà Boria 2 vậy? Trời ơi. Một pha update cực kỳ bất ngờ, mùa đông đã đến gần với một con sói lời thể hộ vệ. Rất quỷ anh em ơi. Đây là 4.5 level 8 rồi. Bria 2 sao này mà cho nó ăn thêm những cái Duya nữa thì nó thành bố của lobby luôn. Ôi nó múa kìa. Thì con Bria này kiểu ghê ấy anh em ơi, kiểu nó quỷ á. Sát thủ à. Olaf này. Zenith này. Không có bùa chú. Wow, Lapras. Lapras cũng không phải là một bùa chú ngon khi mà tôi không có thiên hướng mạ vàng. 500 búa rèn đây rồi. Tôi sẽ rèn cái trang bị của Cogmore. Wow. Thôi thì giáp lửa cũng cũng được rồi anh em ơi. Galio Deja Vu phiên bản học giả và pháp sư. Một thanh niên Quang Harry. Thánh Flake đây rồi. 6 học giả. Ui. Thực sự là cái bài này có ổn hay không đây? Ở mức rank này thì anh em chắc là cũng đang rất là sót điểm. Khi mà cứ lên điểm xong rồi đánh out top một cái trừ rất nhiều. Cộng top 1 thì không cộng bao nhiêu, nhưng mà top 8 thì nó sẽ cộng trừ gấp đôi cái lượng top 1 anh em có thể đạt được. Ví dụ ấy, top 1 anh em được cộng 40 điểm đi. Top 8 anh em mình trừ mẹ 80 điểm rồi. Uầy, lại xoay từ kỳ quái sang hỏa rồi. Giữ cho mình 3 kỳ quái để lấy linh vật học đường. Nhà đấy 6 thời không và bảo hộ 6 pháo thủ. Phải 6 pháo thủ à? Một cái lượng sát thương khổng lồ và Việt Nguyện đã có cho mình được con Rider 2 sao rồi. Một cung. À có một thêm Zenith đây rồi anh em ơi. Vậy chỉ còn hai con Zenith nữa là chúng ta sẽ có Zenith 3. Không có một cái BF nào cả. Găng ma mị. Bất ngờ lớn. Olaf. Hình nhân vàng. Tầm này thì tôi cần Swain. À không, cần cần Zenith. Nguyện ước lớn này. Cái gì đây? Wow. Một Zenith nữa xem nào. Thế nào còn một con Zenith. Còn một con Zenith nữa thì chúng ta sẽ lên được Zenith 3. Nhưng mà giai đoạn này thì tôi đã ở gần cạn tiền rồi anh em ơi. Tập trung phải mua bùa chú giữ máu đã. Chỉ vòng 5 chấm mà anh em mình không tối ưu về bùa chú, chắc chắn là sẽ gọi là tua rất là đậm.
Đây rồi, Zenith 2 tự ra luôn. Tập này thì mình sẽ đổi cái cung xanh này sang cho cốc màu để giúp cho Zenith bắn vào đam hơn. Một cái phản phép này thì cực kỳ ngon. Khi mà gặp mấy nhà mà cần xài năng lượng thì anh em mình sẽ có thể tối ưu về sát thương gây ra hơn. Hỏa 9 thông đạo à? Ui, Việt Nguyễn có 9 thông đạo thì hơi căng này. Chúng ta sẽ xếp để né nha anh em nhá. Wow. Nhà này thì có 6 pháo 6 tiên phong à? Cái gì đây? Smolder có rồi ạ. Xem Zenith có thể bắn qua được cái dàn tanh này hay không đây. Đây là 6 tiên phong anh em ơi. Ngay cả một cái con người đá tiên phong này cũng rất là trâu bò. Khó rồi. Cố lên Zenith. Ui, một cung ánh sáng của Ezreal đã làm cho con Zenith 3 sao của chúng ta bay màu ngay lập tức ạ. Quá đáng sợ. 28 tiền thì có thể lên level à. Chắc là mình sẽ không úp cấp ở round đấu lần này. Tại vì úp cấp xong thì anh em mình rất khó để có thể lên được level 9. Đai khổng lồ à. Mua nhá. Có được thêm tí nào thì hay tí đấy. 9 thông đạo. Lên level 10 mà có được con Nora và Yuumi thì Việt Nguyễn sẽ thành bá chủ võ lâm. Không, chỉ cần là level 9 thôi anh em ạ. Chỉ cần là level 9 thôi. À không, chính xác ở level 9, anh chàng này có Nora và Yuumi thì coi như là thành vua luôn. Đau thế. 13 tiết luôn. Beria 2 sao vẫn đang rất cháy. EZ 3 sao thì nếu mà lên được 3 sao ở EZ này mà lên được 3 sao thì cái lượng sát thương gây ra của nó thì còn kinh khủng hơn rất nhiều. Một băng giá à. Băng giá Bria, chắc là mình có thể lấy được. Nếu mà để cho Donnie lấy thì nó sẽ là cột mốc 9 băng giá. Thực ra là tôi lấy cái này về để lấy Bria lấy hóa hình thôi anh em ơi. Ba băng giá thì chúng ta đã có đủ rồi. Còn 5 băng giá à. Pha này chắc phải lên cấp rồi đấy. Ok. Cho con này vào đây. 6 hóa hình đi. Bỏ bớt thợ săn ra. Kéo căng đấy. Mấy bài reroll này mà lên cấp 8 à, cấp 9 được thì đúng là thiên tài. Còn phải rất mạnh. Này mình sẽ cho 8 hóa hình vào đi anh em ơi. Tạm thời thì mình sẽ bỏ bớt thợ săn ra nhá. Tối ưu về dàn tanh cái. Còn 6 thợ săn thì hơi căng. Biết là với những trang bị của Zenith này chúng ta cần phải có 6 thợ săn để có nhiều đam. Nhưng mà với 8 hóa hình, tanh càng trâu, lượng sát thương của Zenith bắn càng kiểu càng lâu ấy. Úi dồi ôi, bắn đi. Cố lên nào. Ok. Mấy round này thực sự rất quan trọng. Nếu như chỉ cần thua một round thôi là anh em mình sẽ gần như là về đáy xã hội. Năm châm và búa rèn à. Năm châm và búa rèn. Chắc là cũng không cần lắm nhưng mà cứ mua để dự phòng anh em nhé. Đập cái ấn băng này ra một cái ấn gì đó. Ui mò được cái sơ ba nhìn áp lực thế. Nhìn áp lực cái cột sống thế. Lạnh sống lưng rồi đấy. Ui gặp nhà băng giá. Thôi xong rồi. Beria, Olaf, Varus. Một cái con người đá rất là đẹp. Tôi sợ nhất là con Beria này anh em ạ. Ui Varus thì củng cố thêm lượng sát thương. Nhưng team của chúng ta đã tràn vào rồi. Olaf nhà mình đâu? Olaf hóa hình rất nhiều máu. Thêm 30% máu vào hồi 3% máu mỗi 2 giây. Cố lên. Zenith ơi, bắn như một cái máy xem nào. Vẫn không thể nào mà hạ gục con Bria này anh em ơi.
Nó là quá khó đi thôi. Còn 10 tiết ạ. Còn 10 tiết thôi ạ. Tôi thì chắc cũng không thể nào mà gọi là giữ máu được sau một round thua nữa. Thế nên là mình sẽ cho Bria ăn nhá anh em nhá. Thực ra nếu như mà mình không cho Bria ăn ở round đấu này ấy, thì có thể chúng ta sẽ trừ ít máu hơn cái nhà ở top top 5. Ừ. Đấy. Thì mình tránh khỏi top 5 thôi. Nhưng mà một khi mà cho Bria ăn này rồi thì mình nghĩ chúng ta nên đánh vào top gọi là cao hơn thay vì là top 4. Một là top 5, hai là top cao hơn. 72 tiền ạ, trời ơi. 72 tiền cơ. Rất là nhiều. Bria cầm đồ nha anh em nhá. Ánh sáng hóa 10 tiền cơ. Thực sự là mình muốn tích tiền để lên cấp, nhưng mà không có bùa chú thì nó cũng khiểu. Rất là khó để win ấy. Mua cái này đi. Mua tạm thời cho ba con này nó nhảy vào nhá anh em nhá. Một bản sao thôi. Và đây thanh niên này vẫn chưa có được ở Nora và Yumi. Vẫn chỉ dừng lại ở cột mốc 8. 8 thông đạo. Người đá. Ui giời ơi, cổ lên nào. Đừng để thua nha. May quá. Rồi anh em ơi, vào top 4, vào top 4 rồi. Chắc là cho ăn tiếp rồi. Mình sẽ bán hai con này đi, đủ tiền nhở. Ok, vừa khít luôn. Tròn 68 tiền. Cuối cùng thì cũng đã lên được level 9 rồi. Ok. Máu đang là rất căng ạ. 1, 3, 9 và 25 máu. Tôi chỉ hơi sợ cái nhà top 3 này một xíu thôi. Level 8 có tuyển nhân sự. Oh. Tìm đâu ra Nora và Yumi bây giờ đây? Lấy đâu ra đây? Nếu hôm nay có Nora Yumi là đủ 10 luôn đấy anh em ạ. Để thay vào Camille là đẹp. Nhưng mà tiếc là không có rồi. Cố lên. Úi xồi ôi. Ok. Olaf tràn vào vị trí đằng sau. Rider không kịp gọi là sốc đam được. Na suất cực trâu anh em ạ. Và đây là một trong những cái hiệu ứng kết liễu của Sona cổ cầm. Một trong những con linh thú mà mình đang bán. Anh nào muốn mua thì có thể inbox cho mình nhá. Ôi. Cận vệ bạc à. 7 băng giá. Tiếp tục cho Bria ăn ạ. Nhà này 6 pháo. Vẫn chưa có EZ hoặc là Hwell 3 sao. Cận vệ bạc này thì mình không cần lắm. Trang bị tạo tác này đi. Và đây là một cái huyết trượng. Với huyết trượng này thì tướng sẽ không được sử dụng kỹ năng. Nhưng mà khi anh em gọi là lắp sau ấy, ví dụ như mình sẽ lắp cho Bria sau khi nó sử dụng kỹ năng, thì nó sẽ tối ưu về cái huyết trượng này hơn. Cố lên nào. Anh em mình cần phải cân nhắc nhá. Bria nhà mình không có cửa rồi đấy. Đâu rồi? Đây rồi. Huyết trượng Bria có hồi máu là rất nhiều. Bria team địch cũng kiểu rất trâu bò luôn. Đây là hóa hình ở cột mốc 8 và 4 thợ săn rồi. Ok, let's go. Có khi nào là double kill luôn không anh em ơi? Nếu mà nhà kia thì sẽ đánh với bản sao nhà mình khi mà không có huyết trượng. Nhưng đó lại là một pha double kill. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye tất cả anh em. Đừng quên dập nút like nha anh em ơi. Bye bye.